lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý, qua 26 mùa tổ chức giải bóng đá nhi đồng toàn quốc do báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức đã đem đến một sân chơi lành mạnh, đầy ý nghĩa cho các cầu thủ nhí. Đây là giải đấu có sức lan tỏa tới nhiều thế hệ các em thiếu niên nhi đồng trên cả nước, thu hút được sự quan tâm của mọi tầng lớp xã hội và trở thành sự kiện thể thao bổ ích không thể thiếu của các cầu thủ nhí trong mỗi dịp hè. Tiếp nối thành công đó, năm nay báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng công ty trách nhiệm hữu hạn Netlife Việt Nam tổ chức phối hợp giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Netlife Milo 2022 với mục tiêu giải tiếp tục trở thành một sân chơi thể thao chuyên nghiệp hấp dẫn, có chất lượng chuyên môn cao, giúp các em có cơ hội rèn luyện, bồi đắp tình yêu bóng đá, phát hiện ra những nhân tố tiềm năng đóng góp cho sự phát triển của nền bóng đá Việt Nam trong tương lai. Như quý vị đã biết, trong tháng 6 vừa qua, vòng loại của giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Netlife Milo 2022 đã diễn ra thành công tại ba địa phương Nghệ An, Đắk Lắk và Kiên Giang với những trận đấu hấp dẫn, gay cấn, quyết liệt đã diễn ra và tìm được 16 đội bóng xuất sắc lọt vào vòng chung kết, đó là Sông Lam Nghệ An, Hà Nội, Hà Giang, TNT VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, Hưng Yên, Gia Bảo Hải Dương, Đắk Lắk, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Thái Bình, Blue Sky, Khánh Hòa, Navi, Phú Nhuận, Thăng Long FC, Hải An Tây Ninh và Ngọc Hùng thành phố Hồ Chí Minh. Và bây giờ sẽ được trân trọng kính mời quý vị đại biểu khách quý, các huấn luyện viên và các nhà báo cùng tham dự buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu của vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Netlife Milo 2022. Xin được nồng nhiệt chào mừng quý vị đại biểu khách quý. Quý vị xin phép tôi sẽ được trân trọng thay mặt cho ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu sự có mặt của các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu khách quý về phía báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Trân trọng kính giới thiệu ông Phan Việt Hùng, phó tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, phó trưởng ban tổ chức giải. Về phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam, trân trọng kính giới thiệu ông Trần Huy Đức, trưởng phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Về phía nhà tài trợ, xin được trân trọng kính giới thiệu bà Trịnh Thị Hiền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Netlife Việt Nam, nhà tài trợ chính của giải. Và phía các nhà tài trợ, trân trọng kính giới thiệu ông Trần Khánh Bình, phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Lan Anh, đại diện khách sạn Đào Hoa cùng đồng hành với giải. Về phía đại diện địa phương đăng cai tổ chức vòng chung kết, trân trọng kính giới thiệu đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, phó trưởng phòng phụ trách thể thao Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Và một vị khách mời hết sức đặc biệt đến với buổi họp báo chúng ta ngày hôm nay, xin được trân trọng kính giới thiệu bình luận viên Vũ Quang Huy. Ban tổ chức trân trọng kính giới thiệu các đồng chí phóng viên báo chí truyền hình đến dự đưa tin về giải đấu, các đồng chí lãnh đạo, huấn luyện viên đại diện của 11, của 16 đội bóng đá sẵn sàng cho các trận đấu vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U11 toàn quốc Cup Netlife Milo 2022. Một lần nữa, cho phép tôi sẽ được nồng nhiệt chào đón quý vị khách quý, các đồng chí lãnh đạo đã đến tham dự. Và sau đây xin được trân trọng kính mời quý vị đại biểu lên bàn chủ tịch để điều hành buổi họp báo ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời ông Phan Việt Hùng, phó tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, phó trưởng ban tổ chức giải. Trân trọng kính mời ông Trần Huy Đức, trưởng phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Trân trọng kính mời bà Trịnh Thị Hiền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Netlife Việt Nam, nhà tài trợ chính của chương trình. Về phía đơn vị đăng cai, được trân trọng kính mời ông Nguyễn Ngọc Lâm, phó trưởng phòng phụ trách thể thao Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa lên đồng chủ trì buổi họp báo ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời ông. Và sau đây, ban tổ chức xin được trân trọng kính mời nhà báo,
Phan Việt Hùng, phó tổng biên tập báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng, phó trưởng ban tổ chức giải lên phát biểu ý kiến. Trân trọng kính mời ông. Kính thưa ông Trần Huy Đức, trưởng phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Kính thưa bà Trần Thị Hiền, chị Thị Hiền, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Milan, nhà tài trợ chính của giải. Kính thưa ông Nguyễn Ngọc Lâm, đại diện cho Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa. Kính thưa các đồng chí huấn luyện viên, các trưởng đoàn. Kính thưa các vị khách quý, lời đầu tiên thay mặt ban tổ chức của giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc Cúp Yamaha Milan 2022 xin gửi lời chào nhiệt liệt nhất tới tất cả các quý vị. Như chúng ta đã biết là giải bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc được tổ chức cách đây 26 năm và đây là một giải lần thứ 26 liên tiếp mà báo Thiếu Niên Tiền Phong nhờ và Nhi Đồng phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức, và giải đấu chúng ta nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia. Và trong 26 năm qua thì chúng tôi cũng rất tự hào cùng với các nhà tài trợ, cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, những nhà làm báo cho thiếu nhi, chúng tôi đã tổ chức ra được một cái sân chơi rất bổ ích và được mong đợi nhất trong năm của các cầu thủ nhí trong toàn quốc. Và thực tế là trong suốt 26 năm qua đến từ cái sân chơi này thì chúng ta đã phát hiện ra nhiều cầu thủ tài năng, và hiện nay các em đang cống hiến cho các đội tuyển quốc gia không những hiện nay và trước đây nữa. Thì tôi hôm nay là năm 2022 thì tôi nhớ là cách đây cũng 17 năm rồi. 15, 17 năm gì đó tại thành phố Hồ Chí Minh thì có một cầu thủ mà tất cả chúng ta đều biết, đó là cầu thủ Nguyễn Quang Hải. Khi đó em mới chỉ 10 tuổi thôi, tham dự cái giải bóng đá Nhi Đồng của chúng ta. Và năm sau, năm 2000, em lại tham dự tiếp cái giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc, và cả hai năm Quang Hải cũng đều được bầu chọn là được các nhà chuyên môn bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất giải. Sau đó em lại tham dự tiếp cái giải bóng đá thiếu niên toàn quốc tổ chức tại Quy Nhơn, thì Quang Hải cũng lọt vào danh sách các cầu thủ xuất sắc nhất giải. Và chúng ta có thể nhớ đến những cầu thủ đã từng tham dự giải Nhi Đồng của chúng ta từ mười mấy năm trước, và hiện nay các em đã trở thành những cầu thủ thành danh. Chúng ta có thể nhắc đến Quang Hải như chúng ta vừa nhắc này, chúng ta nhắc đến Lưu Xuân Trường, nhắc đến Nguyễn Hoàng Đức, nhắc đến Quang Toàn, nhắc đến Văn Hậu, Đức Huy, rất nhiều cầu thủ đã ngày nào còn là những cậu bé nhỏ nhỏ xinh xinh tham dự giải chúng ta, thì nay các em đã trưởng thành và trở thành trụ cột cho nhiều đội tuyển của quốc gia. Thì nói điều đấy để chúng tôi cũng nói thêm một lần nữa là ban tổ chức chúng tôi bày tỏ cái lòng cảm ơn tới Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tới các thầy, các trưởng đoàn, là những người mà làm công tác đào tạo trẻ từ rất nhiều năm qua đã phối hợp chặt chẽ với báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng để chúng ta tổ chức ra những cái sân chơi bổ ích và lành mạnh cho các cầu thủ nhí. Và năm nay thì chúng ta cũng muốn dành cái lời cảm ơn đặc biệt tới công ty trách nhiệm hữu hạn Nestle Milo Việt Nam. Đây là một công ty mà đã có trong rất nhiều năm qua đã đồng hành với báo Thiếu Niên Tiền Phong và Nhi Đồng trong tổ chức rất nhiều hoạt động thể chất dành cho thiếu nhi Việt Nam. Đã 15 năm nay thì công ty Nestle Milo Việt Nam đã cùng với báo của chúng tôi tổ chức cái giải bóng đá, giải bóng rổ học sinh tiểu học Hà Nội, và cũng có sự tham dự cũng khoảng gần 150 trường của tiểu học ở thủ đô Hà Nội. Và năm nay là công ty quyết định là đồng hành với cái giải bóng đá Nhi Đồng toàn quốc. Và thêm một lần nữa chúng tôi cũng bày tỏ cái lời cảm ơn tới một nhà tài trợ phụ, đó là công ty thể thao Động Lực. Tôi còn nhớ là cái đây 2 năm nay mùa giải thứ 26, nhưng cái đây 28 năm thì từ khi mà chúng tôi tiến hành cái mùa giải đấy,
tiến hành tại nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức. Và từ mùa giải đầu tiên thì công ty thể thao Động Lực đã là nhà tài trợ và đã bền bỉ với chúng tôi suốt 28 năm qua. Và trong cái khán phòng ngày hôm nay thì có một người bạn, một người em thân thiết với tôi hôm nay cũng bay từ Hà Nội vào, đó là bình luận viên Vũ Quang Huy. Thì tôi nhớ là những cái ngày đầu thì khi đó là đồng chí bạn bình luận viên Vũ Quang Huy là rất trẻ, lúc đấy mới ra trường thôi, hình như đây mới chỉ khoảng 23 tuổi và thì cũng đã lên sóng cùng với những bình luận viên kỳ cựu như anh Vũ Huy Hùng và trên sóng này là tại Việt Nam thì có bình luận viên Hoài Sơn, Đình Khải thì cũng đã rất quan tâm theo sát cái giải này. Và tôi cũng rất muốn bày tỏ thêm một cái lời cảm ơn nữa tới những người đồng nghiệp của chúng tôi từ các cơ quan thông tấn báo chí, từ Đài Truyền hình Việt Nam, ban sản xuất các chương trình thể thao, tới các phóng viên theo dõi thể thao của các cơ quan báo chí trung ương cũng như địa phương, từ nhiều năm qua đã luôn có một tình cảm ưu ái và cổ vũ cho cái giải của các cháu. Và chúng tôi rất mong các anh chị trong những ngày mà giải diễn ra tại Nha Trang, Khánh Hòa thì các anh các chị cũng theo dõi giải, và nếu như có những vấn đề gì và muốn tìm hiểu thêm thì xin mời các anh chị đến tìm gặp ban tổ chức, thì chúng tôi luôn sẵn sàng đáp ứng những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc của các anh các chị. Và tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới bậc ban lãnh đạo khách sạn đi qua đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho ban tổ chức tiến hành làm việc từ hôm qua cho đến hôm nay và cũng suốt cả quá trình của giải. Và cũng qua các đồng chí xin gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo của Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa và ba sở thể thao của các địa phương đã từng đăng cai, đó là Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Nghệ An, Sở Văn hóa Thể thao Kiên Giang, Sở Văn hóa Thể thao Đắk Lắk, là nơi đã tổ chức 3 cái vòng loại để các con từ 46 đội tuyển chuyên đồng của các tỉnh thì bây giờ đã có mặt tại đây 16 đội xuất sắc nhất để tranh tài với nhau. Thì tôi nghĩ đó là những sự quan tâm của tất cả các ngành, của tất cả mọi nguồn lực trong xã hội để quan tâm đến sự phát triển của Việt Nam. Và tôi xin chúc tất cả các đội bóng của chúng ta như hôm qua tôi đã nói rồi, rất mong là các con sẽ có những ngày này thật đáng nhớ tại thành phố Nha Trang và tất cả các đội bóng thi đấu thành công. Và tôi xin chúc các quý vị đại biểu, các quý vị khách quý lời chúc sức khỏe và chúc giải của ta thành công tốt đẹp. Xin chào, cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn nhà báo Phan Việt Hùng. Tiếp theo là phần đối thoại báo chí với sự chủ trì của nhà báo Phan Việt Hùng, phó tổng biên tập báo Thanh niên Tiền Phong và Nhi Đồng, phó trưởng ban tổ chức giải. Sau đây xin mời các đồng chí phóng viên, huấn luyện viên còn có những thắc mắc nào cần được sáng tỏ thì xin mời các đồng chí chúng ta phát biểu với sự chủ trì của nhà báo Phan Việt Hùng và đoàn chủ tịch. Xin mời các đồng chí. Cũng xin nói thêm với các đồng nghiệp của chúng ta là cái tại Hà Nội vào trung tuần tháng 5, cụ thể là ngày 17 tháng 5, chúng ta đã tổ chức cái họp báo để công bố nhà tài trợ cho giải U21 quốc gia năm nay. Và hôm nay thì chúng tôi cũng cung cấp cho các đồng nghiệp chúng tôi là thông cáo báo chí, trong đó những nội dung cơ bản về cái giải bóng đá U21 quốc gia này. Và chúng tôi rất muốn lắng nghe các câu hỏi của các đồng nghiệp, hay là có những cái chia sẻ, hay là có những cái thắc mắc gì đó thì chúng tôi cùng với các đồng chí trong ban tổ chức địa phương, nhà tài trợ cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẵn sàng xin trả lời của các đồng chí. Và để khởi đầu thì tôi cũng rất mong muốn nghe được những ý kiến của một người đã từng gắn bó cả của chúng tôi suốt gần 26 năm qua từ ngày đầu bình luận Vũ Quang Huy. Xin anh có thể tâm sự được với chúng tôi về những kỷ niệm về mùa giải
cảm ơn anh Phan Việt Hùng. Xin chào tất cả các quan khách, các đồng nghiệp, lãnh đạo các đội bóng, các huấn luyện viên có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Và chúng ta cũng không thể quên vai trò ban tổ chức địa phương, ban tổ chức thi đấu VFF và cả nhà tài trợ Nestle Milo. Rất là vui khi mà tôi một lần nữa lại có mặt ở Nha Trang Khánh Hòa, và hôm nay thì lại đồng hành với cái bộ môn bóng đá mà mình yêu thích từ bé. Nha Trang Khánh Hòa là cái nơi mà đã đăng cai rất nhiều giải đấu lớn từ trước đến nay, từ bóng đá của lứa tuổi trưởng thành cho đến các cái giải trẻ. Và cá nhân tôi thì cũng có cái may mắn là đồng hành với báo Nhi Đồng trước đây, và sau này thì là thiếu niên Tiền Phong và Nhi Đồng. Chúng ta khi mà sát nhập lại thì tiếp tục duy trì những cái giải đấu, và ngoài U11, U13 thì ở đây có cả U9 nữa. Thì một cái hệ thống rộng khắp như vậy, phải nói là khi tường thuật các cái trận đấu của đội tuyển, của V-League, rồi là của U23, U21 thì gần như trận đấu nào chúng ta cũng thấy bóng dáng của các cháu, các em mà đã từng tham gia giải U11, U13 của báo Nhi Đồng trước đây. Một cảm giác rất là đặc biệt khi mà có cơ hội để mà đồng hành xuyên suốt với cả các em, các cháu từ khi còn bé. Và tôi vẫn còn nhớ là những năm đầu tiên khi mà tôi tường thuật ấy, thì mình còn quê mồm mình nói, tức là bây giờ tường thuật thì hay gọi là em, nhưng mà lúc bây giờ thì giống như bóng đá người lớn mình vẫn gọi là anh ấy, thì là mặc dù là các cầu thủ nhí thôi nhưng mình vẫn quen gọi là anh. Xong rồi mình lại chữa ngựa một cái, tức là rất có thể một ngày đó chúng tôi sẽ phải gọi các em bằng anh. Thì nhiều người khán giả bây giờ vẫn nhớ cái câu nói của tôi. Thì hôm nay trở lại thành phố biển Nha Trang, và trong buổi họp báo kỹ thuật này gặp lại những anh em mà cũng lâu rồi mới có dịp gặp nhau thì thật là vui. Và bóng đá Việt Nam chúng ta hiện nay đã có những bước tiến rất là dài, và trong cái bước tiến đấy thì không thể không nói đến công lao của các trung tâm đào tạo, của những cái ban tổ chức các cái giải bóng đá trẻ. Bởi vì dù có thế nào bóng đá Việt Nam tiến lên chuyên nghiệp ra sao thì chúng ta vẫn phải có cái nền móng chính là bóng đá trẻ. Và thật là vui khi mà cùng với những biến đổi thời gian thì ban tổ chức giải của chú anh Phan Việt Hùng vẫn tiếp tục duy trì phong độ, vẫn tiếp tục có cái sự dồi dào. Ngoài U11, U13 thì còn có cả U9 nữa, để mà chúng ta tiếp bước cho bóng đá Việt Nam. Chúng ta có đầy đủ các lứa tuổi U9, U11, U13, rồi là đến U15, U17, U19 và cả U23 nữa, rồi là U21 báo thanh niên nữa. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta đang có những cơ hội rất tốt để mà tạo ra những cái bứt phá. Thì nhân buổi họp báo kỹ thuật ngày hôm nay, xin chúc cho ban tổ chức giải luôn luôn dồi dào sức khỏe, vững vàng phong độ để chúng ta cùng với giải đấu diễn ra tốt đẹp. Và xin chúc cho mọi người có mặt ở đây luôn luôn sức khỏe dồi dào để đồng hành cùng bóng đá Việt Nam và góp phần vào sự phát triển chung của bóng đá chúng ta. Xin chào, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Vũ Quang Huy. Đối với đối chúng tôi, những người làm báo thiếu nhi thì Nha Trang Khánh Hòa là một địa điểm vô cùng thân thuộc. Và tôi cũng nhớ lại là Khánh Hòa là một trong những cái đội tuyển tham dự cái giải bóng đá thiếu niên Nhi Đồng sớm nhất. Và tôi về đây tôi lại nhớ đến một trong những người gọi là người chú, nhưng mà chúng ta hay gọi là người anh, đã có nhiều dành cái sự quan tâm, đồng chí Lâm ạ, cho cái đội Nhi Đồng Khánh Hòa ngày xưa, chú Chính Lộc. Vâng, có anh cả bà hồi đó là giám đốc sở, sau này là có anh Trịnh Công Ấn nữa, cũng là phó giám đốc sở, cũng quan tâm đến sự phát triển của bóng đá thiếu nhi của Khánh Hòa. Tiếp theo là tôi xin mời các đồng nghiệp của chúng tôi ạ. Xin các anh các chị có ý kiến gì hay có câu hỏi gì thì chúng tôi xin sẵn sàng tôi trả lời ạ. Vâng, nếu như các chị không có câu hỏi gì, hoặc là sau này trong quá trình diễn ra giải thì có những cái có câu hỏi gì đó thì xin mời các chị đến gặp mà ban tổ chức, chúng tôi xin lúc nào cũng sẵn sàng trả lời những cái câu hỏi của các chị. Và cái phần tiếp theo của chương trình họp báo sẽ là phần bốc thăm kỹ thuật, đúng không anh Đức nhỉ? Và bây giờ chúng tôi xin nhường cái phần tiếp theo điều hành cho đồng chí Trần Huy Đức là trưởng phòng tổ chức thi đấu của Liên đoàn bóng đá Việt Nam.
Xin mời đồng chí Đức. Trước tiên thì xin phép thay mặt Liên đoàn bóng đá Việt Nam xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị có mặt trong buổi họp báo ngày hôm nay. Như quý vị đã biết thì chúng ta đã trải qua một cái năm Covid hết sức khó khăn đúng không ạ? Và năm nay chúng ta quay lại thì rất là vui mừng cái giải đấu của chúng ta đã được triển khai trên phạm vi khắp cả nước và chúng ta đã chọn được 16 đội bóng tốt nhất, xuất sắc nhất vào cái vòng chung kết. Hy vọng là chúng ta sẽ có một cái vòng chung kết thành công, chất lượng chuyên môn cao và các cháu sẽ có thật là nhiều kỷ niệm đẹp ở cái thành phố biển xinh đẹp Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Ngồi đây thì ngoài anh Hùng cũng vừa giới thiệu, ngoài những nhà báo, đại diện nhà tài trợ, rồi những huấn luyện viên ở đây tôi còn thấy là có cựu tuyển thủ quốc gia Văn Sĩ Thủy, vua phá lưới giải vô địch quốc gia năm 2000 với 14 bàn thắng thì phải, có phải không anh Văn Sĩ Thủy? Nếu không nhầm thì là anh Thủy là vua phá lưới giải vô địch quốc gia năm 2000. Cho anh Văn Sĩ Thủy một tràng pháo tay. Anh Thủy thì cái thời gian hè tôi gặp anh rất nhiều, hôm nọ vừa mới gặp ở Đà Nẵng xong thì phải, nhưng hôm nay tôi gặp ở Khánh Hòa, chứng tỏ là cái công tác đào tạo trẻ ở chỗ anh Văn Sĩ Thủy phụ trách là rất tốt, đúng không ạ? Chúng ta thường gặp nhau ở vòng chung kết. Thì đối với vòng chung kết thì chúng ta sẽ có 16 đội vượt qua vòng loại, chúng ta sẽ chia làm 4 nhóm, 4 đội một nhóm thi đấu vòng tròn một lượt, chọn mỗi nhóm 2 đội vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết. Thì về phía ban tổ chức chúng tôi đã có những cái thông báo gửi đến các đội, chúng ta cũng đã nắm được rồi, điều lệ cũng đã gửi rồi, đúng không ạ? Chúng ta đã thi đấu vượt qua vòng loại rồi. Và tí nữa sau cái phần này sẽ là phần họp bốc thăm. Họp bốc thăm xong chúng ta sẽ có phần họp kỹ thuật, thì tất cả những thắc mắc, những vấn đề gì về chuyên môn chúng ta sẽ giải quyết, trao đổi với nhau tại cổ kỹ thuật. Thì sau đây là cái phần bốc thăm xếp địch. Thì có lẽ tôi sẽ xin mời anh Hoàng Bảo Trung, cán bộ của phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ điều hành cái phần này. Đầu tiên xin gửi lời chào đến toàn bộ các quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi là Hoàng Ngọc Trung, cán bộ phòng tổ chức thi đấu Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Hôm nay tôi sẽ xin phép được trình bày nguyên tắc bốc thăm xếp địch thi đấu của vòng chung kết giải bóng đá Nhi đồng toàn quốc Cúp Nestle Milo 2022. Về thông tin giải đấu thì giải đấu của chúng ta sẽ, vòng chung kết của chúng ta sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 7 năm 2022 tại nhà thi đấu Khánh Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Có nghĩa là trận khai mạc sẽ là vào ngày 23 tháng 7 và trận chung kết sẽ diễn vào ngày 30 tháng 7. Vòng chung kết của chúng ta sẽ diễn ra với 16 đội bóng xuất sắc nhất được chọn từ vòng loại, bao gồm đội Khánh Hòa chủ nhà và các đội Hà Giang, Blue Sky, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Gia Bảo Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Việt Hùng Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, TNT BSH, Đắk Lắk, Hải An Tây Ninh, Navi Phú Nhuận Sài Gòn, Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh và Thăng Long FC. Hiện tại các đội đã đều đang có mặt đầy đủ tại hội trường đúng không ạ? Về thể thức thi đấu chúng tôi đã quy định ở trong điều lệ và các đội đều có, đó là ở vòng chung kết thì 16 đội bóng sẽ chia thành 4 nhóm, mỗi nhóm gồm 4 đội thi đấu vòng tròn một lần tính điểm xếp hạng mỗi nhóm, và sẽ chọn ra 4 đội xếp thứ nhất cùng với 4 đội xếp thứ nhì ở các nhóm theo cách tính điểm tại mục 9, 9.1, 9.2 của điều lệ để vào thi đấu tứ kết, bán kết, chung kết. Về nguyên tắc bốc thăm, ở trong thông báo số 13 chúng tôi đã gửi đến các đội. Thứ nhất, đội chủ nhà Khánh Hòa sẽ mang mã số A1 thi đấu trận khai mạc và nằm ở bảng A. Nguyên tắc thứ hai, các đội ở cùng một bảng đấu tại vòng loại sẽ không ở cùng nhóm tại vòng chung kết. Và nguyên tắc thứ ba là hạn chế tối đa các đội ở cùng địa phương, cùng khu vực địa lý và cùng đơn vị chủ quản ở chung nhóm tại vòng chung kết. Tiếp theo tôi được xin được trình bày về thứ tự bốc thăm. Thứ nhất, đội chủ nhà Khánh Hòa sẽ mang mã số A1. Thứ hai, chúng ta sẽ bốc thăm 4 đội Tây Ninh,
Navi Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh vào bốn nhóm, vì bốn đội này là nằm thuộc khu vực địa lý là khu vực miền Nam. Bước thứ ba, chúng ta sẽ bốc thăm bốn đội Sông Lam Nghệ An, TNT VSH, Việt Hùng Thanh Hóa, Đắk Lắk vào bốn nhóm khác nhau, do bốn đội này cùng khu vực địa lý là khu vực miền Trung. Bước thứ tư, chúng tôi sẽ bốc thăm đội Blue Sky vào một trong ba nhóm BCD để không cùng nhóm với đội Khánh Hòa, do đội Khánh Hòa và đội Blue Sky đã nằm cùng bảng G của vòng loại khu vực Đắk Lắk. Bước thứ năm, bốc thăm cho đội Gia Bảo Hải Dương vào một trong ba nhóm khác với Đắk Lắk, vì hai đội đã cùng nằm cùng ở bảng E tại vòng loại khu vực Đắk Lắk. Bước thứ sáu, chúng tôi sẽ bốc thăm cho hai đội Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Hà Nội và hai nhóm khác với đội Blue Sky, do là ba đội này nằm cùng địa phương là địa phương Hà Nội để đảm bảo nguyên tắc 3. Bước thứ bảy, chúng ta sẽ bốc thăm đội Hà Giang, các nhóm đội Hà Nội, do hai đội nằm cùng bảng tại bảng B vòng loại khu vực Nghệ An, và bốc thăm đội Thái Bình, khác nhóm với đội Liên đoàn bóng đá Hà Nội, do hai đội nằm cùng bảng F khu vực Đắk Lắk ở vòng loại. Cuối cùng, chúng ta xác định được 15 đội bóng nằm tại bốn bảng, và còn lại một chỗ duy nhất là đội Hưng Yên, chúng ta sẽ xác định nhóm của đội Hưng Yên. Đến bước cuối cùng, bước thứ 9, chúng ta sẽ bốc thăm cụ thể các đội vào các mã số A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3, B4, v.v. Về dự kiến sơ đồ bốc thăm, chúng tôi cũng đã gửi đến các đội qua thông báo số 13. Chúng ta sẽ thi đấu vòng bảng vào ngày 23 tháng 7, 24 tháng 7, ngày 25 nghỉ, và thi đấu lượt cuối cùng vòng bảng vào ngày 26 tháng 7. Các trận đấu tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 27 tháng 7, bán kết là 29 tháng 7 và chung kết là ngày 30 tháng 7. Và vừa rồi tôi vừa trình bày về phương án bốc thăm cũng như dự kiến sơ đồ thi đấu, thì các đội có ý kiến gì không ạ? Tôi sẽ chiếu lại từ nguyên tắc bốc thăm cho đến thứ tự bốc thăm. Thực ra tất cả những cái này nó đều nằm trong thông báo số 13 ở trên bàn các đội ạ. Vâng, và nếu như các đội không có ý kiến gì thì tôi xin được phép tiến hành bốc thăm ạ. Và cuối cùng, có các đội có ý kiến gì không ạ? Xin phép tiến hành bốc thăm ạ. Đầu tiên, đội chủ nhà Khánh Hòa sẽ nằm ở ngang mang mã số A1. Tiếp theo chúng tôi sẽ bốc thăm là bốn đội Tây Ninh, Navi Phú Nhuận Sài Gòn, Thăng Long FC, Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh vào bốn nhóm A, B, C, D ngẫu nhiên ạ.
Mời các anh ngoảnh lên ạ. Các anh đảo lên ạ. Rồi, hai anh đổi chỗ cho nhau ạ. Rồi, xin mời các anh bốc ạ. Rồi, xin mời. Đầu tiên, chúng ta có đội Thăng Long FC nằm ở nhóm C. Tiếp tục ạ. Xin mời. Đội Tây Ninh nằm ở nhóm B. Các anh giữ thăm một chút để các phóng viên có thể ghi hình lại. Tiếp theo. Xin mời. Đội Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh nằm ở nhóm A. Rồi, xin mời. Và đội Navi Phú Nhuận Sài Gòn nằm ở nhóm D. Bước thứ 3, chúng ta bốc thăm 4 đội Sông Lam Nghệ An, TNT VSH, Việt Hùng Thanh Hóa và Đắk Lắk vào 4 nhóm khác nhau. Mời anh đảo bóng và đổi vị trí với nhau. Được, xin mời các anh ạ. Xin mời. Đội Đắk Lắk sẽ nằm ở nhóm D. Đội Sông Lam Nghệ An nằm nhóm A. Xin mời. Đội TNT VSH nằm nhóm C. Việt Hùng Thanh Hóa nằm ở nhóm B. Tiếp theo bước 4, chúng ta sẽ bốc thăm cho đội Blue Sky nằm ở một trong ba nhóm B, C, D để Blue Sky không nằm cùng bảng với đội chủ nhà Khánh Hòa. Mời đào bóng và đổi vị trí. Anh đào lên ạ. Và là thăm của Blue Sky sẽ là nhóm D. Blue Sky nhóm D.
Rồi thôi ạ. Bước tiếp theo chúng ta sẽ bốc thăm cho đội Gia Bảo Hải Dương và một trong ba nhóm khác với đội Đắk Lắk. Đội Đắk Lắk hiện tại nằm ở nhóm D nên chúng ta sẽ chuẩn bị ba quả bóng là A, B và C. Ba trái bóng A, B, C. Mời anh đổi vị trí và bốc thăm. Đây là thăm, lá thăm của đội Gia Bảo Hải Dương. Vâng, và đội Gia Bảo Hải Dương sẽ nằm ở nhóm A. Xin mời bộ kỹ thuật cập nhật đội Hải Dương ạ. Tiếp theo bước thứ 6, chúng ta sẽ bốc thăm hai đội Hà Nội và Liên đoàn bóng đá Hà Nội vào hai nhóm khác với đội Blue Sky. Đội Blue Sky hiện tại đang nằm ở nhóm D. Và bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị là hai đội Hà Nội và Liên đoàn Hà Nội cùng với lá thăm nhóm B và nhóm C. Do bảng A đã có đủ 4 đội rồi nên chúng ta chuẩn bị hai lá thăm B và C. Anh đảo bóng vào đổi vị trí. Rồi, mình ra bốc thăm. Xin mời. Liên đoàn bóng đá Hà Nội nằm ở nhóm B. Và dĩ nhiên Hà Nội nằm ở nhóm C. Tiếp theo, do đội Hà Giang khác nhóm với đội Hà Nội và đội Thái Bình khác nhóm với đội Liên đoàn bóng đá Hà Nội, chúng ta sẽ tiếp tục bốc thăm. Chúng ta sẽ bốc thăm đội bóng Hà Giang và vào các bảng B và D. Chúng ta sẽ chuẩn bị đội Hà Giang và lá thăm bảng B cùng với lá thăm bảng D.
Xin mời. Đội Hà Giang sẽ nằm ở bảng B. Tiếp theo chúng ta sẽ xác định được đội Thái Bình chắc chắn sẽ nằm ở bảng D và không cần phải bốc thăm nữa. Và cuối cùng không cần bốc thăm nữa, đội Hưng Yên sẽ nằm ở vị trí còn lại là vị trí ở bảng C. Bây giờ chúng ta chuyển qua bốc vào các đội bóng sẽ vào từng mã số cụ thể tại các bảng. Vừa rồi đội Thái Bình nằm ở bảng D là do là đội Thái Bình ở vòng loại đã nằm cùng bảng với cả đội Liên đoàn bóng đá Hà Nội như chúng tôi đã đề cập ở trên slide trước đấy. Chúng tôi sẽ bốc thăm là lại đội Thái Bình ạ. Đội Thái Bình sẽ bốc vào các mã số là C hoặc D. Thái Bình sẽ nằm ở nhóm C. Và Hưng Yên ở nhóm D ạ. Tiếp theo chúng ta sẽ bốc thăm các đội vào mã số cụ thể. Đầu tiên ở bảng A, chúng ta sẽ chuẩn bị thăm của đội Ngọc Hồng Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An và Gia Bảo Hải Dương vào các mã A2, A3 và A4. Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Lam Nghệ An và Gia Bảo Hải Dương vào 3 mã A2, A3, A4. Đội Sông Lam Nghệ An mang mã số A2. Xin mời.
đội Gia Bảo Hải Dương mang mã số A4. Vâng, xin mời đội Ngọc Hùng Thành phố Hồ Chí Minh mang mã số A3. Tiếp theo, chúng ta sẽ chuẩn bị là thăm Hải An Tây Ninh, Việt Hùng Thanh Hóa, Liên đoàn bóng đá Hà Nội, Hà Giang bốc thăm vào các mã số B1, B2, B3, B4. Các đội Hải An Tây Ninh, Việt Hùng Thanh Hóa, Liên đoàn bóng đá Hà Nội và Hà Giang vào các mã số của bảng B. Mời các anh đào bóng vào đội vị trí ạ. Vâng, xin mời các anh bốc. Xin mời. Đội Hải An Tây Ninh mang mã số B2. Mã số B4. Vâng, xin mời. Đội Liên đoàn bóng đá Hà Nội mang mã số B3. Và đội Hà Giang sẽ mang mã số B1. Tiếp theo, chúng ta sẽ bốc thăm cho các đội ở bảng C, các đội bóng Thăng Long FC, TNT VSH, Hà Nội và Thái Bình vào các mã số C1, C2, C3, C4. Vâng, các đội bóng Thăng Long FC, TNT VSH, Hà Nội và Thái Bình vào các mã số của bảng C. Xin mời anh đào bóng vào đội vị trí. Mời anh. Vâng. Đội Hà Nội sẽ mang mã số C3. Vâng, tiếp theo. Đội TNT VSH mang mã số C1. Tiếp theo, đội Thái Bình mang mã số C2. Và mã số C4 là đội Thăng Long FC. Cuối cùng, chúng ta sẽ bốc thăm 4 đội tại bảng D và các mã số. Các đội tại bảng D là Navi Phú Nhuận Sài Gòn, Đắk Lắk, Blue Sky, Hưng Yên bốc thăm vào các mã số D1, D2, D3, D4.
xin anh đổi chỗ. Xin mời. Vâng. Mã số D1 thuộc về đội Navi Phú Nhuận Sài Gòn. Xin mời. Đội Đắk Lắk mang mã số D4. Xin mời. Đội Hưng Yên mang mã số D3. Và mã số D2. Xin mời. Sẽ thuộc về đội Blue Sky. Và trên đây sẽ là kết quả bốc thăm. Có đội bóng nằm ở các bảng. Các đội bóng chúng ta có thể ghi nhận lại kết quả bằng cách chụp hình. Và chúng tôi sẽ ngay bây giờ tôi sẽ làm ra thông báo và sắp xếp các đội bóng các nhóm để vào lịch thi đấu cụ thể ạ. Vâng, xin được phép kết thúc phần bốc thăm tại đây ạ và chúng ta sẽ chuyển sang phần họp kỹ thuật ạ. Như vậy là chúng ta đã chuyển kết thúc cái phần bốc thăm xếp lịch cho vòng chung kết. Chúng ta thấy là ở bốn nhóm chúng ta đều có gì ạ? Khu vực phía Bắc, khu vực miền Trung, khu vực miền Nam rất là đều đúng không ạ? Có cái nhóm nào là nhóm Tử Thần đúng không ạ? Chắc không đúng không ạ? Tại vì đối với các giải U, giải trẻ thì mỗi năm chúng ta sử dụng một lứa cầu thủ khác nhau. Các cháu, các em sẽ lớn dần lên và sẽ tham dự những giải đấu cao hơn. Chúng ta đều có những nhân tố mới cho nên là đôi khi cứ không hẳn là cái tên của những cái đội đang đá V-League mà đã là những đội mạnh nhất đâu ạ. Cho nên là chúng ta cứ tạo ra những cái đà tâm lý thoải mái để cho các cháu thi đấu, các cháu được cái tận hưởng một cái không khí bóng đá. Về phía ban tổ chức thì chúng tôi cũng sẽ hết sức cố gắng phối hợp với địa phương Sở Văn hóa Thể thao Khánh Hòa, thì báo Thường niên Tiền Phong và Nhi Đồng, Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ban trọng tài, thì chúng tôi cử lên những cán bộ làm công tác chuyên môn giám sát trọng tài cũng như chuẩn bị cơ sở vật chất ở một cách tốt nhất làm sao để các cháu được yên tâm thi đấu. Về phần các đội bóng, các lãnh đội thì chúng ta cố gắng chăm sóc các cháu, tại vì nhỏ mà U11, về chỗ ăn, chỗ ở, về điều kiện tập luyện vân vân. Đặc biệt lưu ý là trong cái điều kiện thời tiết hết sức nắng nóng mà các cháu thi đấu mật độ tương đối dày, các anh hết sức lưu ý về cái phần đảm bảo cái sức khỏe để các cháu thi đấu được tốt. Và sau đây chúng ta sẽ nghỉ giải lao khoảng 10 phút để chúng tôi bố trí lại cái phòng họp, sau đó chúng ta sẽ bước vào cái phần họp kỹ thuật. Đã, xin cảm ơn mọi người.